Ngày 12 tháng 5 năm 2024, Hội Hoa Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho các hoàn cảnh như sau: một là cô Hiền và cô Đẹp ở xã Ngọc Chánh với số tiền là 600.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh Sài Gòn tài trợ. Hai là ba bé ở Bầu Sen, xã Ngọc Chánh với số tiền là 600.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai do nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh Sài Gòn tài trợ. Ba là bốn em ở Cây Mắm xã Ngọc Chánh với số tiền là 2 triệu đồng. Đây là lần giao thứ hai cho nhà tài trợ Ân Nhân ẩn danh Sài Gòn tài trợ. Trong này thì cô có mặt là cô Đẹp là vì bệnh nên không đến được, nhờ người thân đến nhận thai. Và ba bé thì có mặt đủ, bốn bé ở Cây Mắm thì có mặt ba bé, còn một bé nhờ người thân đến nhận thai. Sau đây là lời phát biểu của các hoàn cảnh. Không, cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ.